Xin chào tất cả các bạn. Hiện tại bây giờ là 0 giờ 23 phút thứ ba ngày 18 tháng 9 năm 2018. Sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì hôm nay Apple đã cho phép chúng ta được nâng cấp lên phiên bản iOS mới nhất, đó là phiên bản iOS 12. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nâng cấp iPhone lên phiên bản iOS mới nhất qua hình thức OTA. Thì các bạn lưu ý cho mình là chỉ từ iPhone 5S trở lên thì chúng ta mới có thể nâng cấp lên phiên bản iOS 12. Và việc đầu tiên là trước khi nâng cấp, các bạn hãy cắm sạc để đảm bảo nguồn điện trong